bị ảnh hưởng bởi vụ Huawei. Việc Google sẽ cắt cung cấp phần cứng và một số dịch vụ phần mềm cho Huawei đang đặt ra những lo ngại và câu hỏi về nhu cầu mua sắm, doanh số bán đối với sản phẩm này, trong đó có thị trường Việt Nam. Trao đổi với VN Economy ngày 20 tháng 5, đại diện một hệ thống bán lẻ mặt hàng điện thoại di động cho biết, hiện nay, thị phần của Huawei tại Việt Nam khá thấp và không đáng kể. Tại hệ thống của đơn vị này, riêng các thương hiệu như Samsung, Apple và Oppo, một thương hiệu của Trung Quốc đã chiếm tới khoảng 90% thị phần, còn lại chỉ 10% thị phần điện thoại di động là dành cho khoảng gần chục thương hiệu khác, trong đó có Huawei. Tất nhiên khi Google dừng hoạt động với Huawei, trong đó có hệ điều hành Android hay các ứng dụng như Gmail, IOUTUBE ít nhiều sẽ khiến người dùng đang sử dụng sản phẩm này hoang mang. Nếu điện thoại Huawei không có hàng hoặc làm sao đó thì việc ảnh hưởng tới thị trường hay doanh số bán của hệ thống bán lẻ cũng không nhiều và khá thấp. Vị đại diện hệ thống bán lẻ này nói lý do doanh số sản phẩm điện thoại Huawei chiếm khá ít tại thị trường Việt Nam theo đại diện nhiều hệ thống bán lẻ là do thương hiệu này ít có mẫu mã mới, mặt tiếp thị, quảng bá, marketing cũng không có nhiều như các thương khác như Oppo hay Samsung. Ngoài ra, về sản phẩm như mẫu mã, thiết kế, tính năng, thương hiệu cũng không được nhiều người dùng Việt ưa chuộng. Theo tìm hiểu, ở thời điểm hiện tại, điện thoại Huawei đã phát hành tại Việt Nam vẫn có thể truy cập vào các dịch vụ của Google bao gồm cài đặt ứng dụng từ Google Play Store hay xem video trên YouTube. Dù vậy, rất có thể người dùng sẽ không được sử dụng các bản vá và bảo mật trong tương lai khi Google có cập nhật mới. Trước đó, nhiều hãng tin quốc tế cho biết, việc Google cắt cung cấp phần cứng và một số dịch vụ phần mềm cho Huawei, về cơ bản công ty sẽ chặn khả năng cập nhật hệ điều hành Android, quyền cập nhật và truy cập các ứng dụng độc quyền của Google, Gmail, YouTube, Play, đối với các điện thoại của Huawei. Theo đó, mặc dù những người sử dụng điện thoại huawei ở thời điểm hiện tại vẫn sẽ sử dụng được cũng như có thể tiếp tục tải xuống các bản cập nhật tuy nhiên do huawei đã không còn quyền truy cập vào các bản cập nhật cho android nên trong tương lai các sản phẩm đến từ trung quốc này sẽ mất quyền truy cập vào các dịch vụ phổ biến gồm google play store và các ứng dụng gmail youtube